đóng chứ, thôi giờ chưa cỡ tâm cỡ nửa tiếng là đóng. Mà chúng nó so Sài Gòn thì bằng gốc. Ít hơn nhiều. Sài Gòn nhìn xe không là thấy ngộp rồi. Coi cái mấy cái vỏ vỏ bao gài lại hết chưa? Còn trẻ với anh em. Có cùng ớt ngon quá hả? Trường ớt gì đây? Lâu được không? Cái chị à? Mấy cái này nè. Dạ, chiều mai không ăn, bảo tôi làm để được 15 ngày. 15 ngày? Dạ. Mà để coi cái này, rẻ không có nào mà không có mua được chứ mình cái nào rẻ một 105 là có hộp nguyên khấu. Còn cái này là trẻ hũ nhỏ, trẻ hộp, trẻ sâu. Bây giờ phải ráng chờ thôi chứ sao bây giờ đâu có ăn được liền. Nói chung là té thì ăn cũng được mà chưa chua. Giống thịt chín hay sao? Trời ơi, kiếm rồi có bán không là phải đi chợ. À, dạ không, ăn ở đây là ăn với tương ớt, đậu phộng rang, rau thơm. Chứ còn tủa là có ướp rồi hết căn nó rồi giờ. Tương ớt. Tương ớt nãy hả? Dạ, 20.000 thủ. Tương ớt chứ ăn với gì? Ăn tương ớt. À. Hồi nãy nói gì đậu phộng hả? Đậu phộng rang á. À. Dạ. Không có mùi. Đấy là rau thơm, rau húng á. Rau húng. Đây không có rau húng mà. Dạ không, đây bón hòn để họ hòa biến cho đào có bón ai nhạo để cứ chuẩn bị mấy nó tắt. Người biến. Không thì ăn không nó cũng lại vì do bị bắt đầu đây mua là nhà. Rồi. Hai hộp. Mỗi thứ hai hộp hả? Lấy ba hộp này cũng được. Đặc biệt mà. Ở tay tân mà để chính góc đầu không sợ. Chính góc luôn phải không? Chính này chị bón này mới là bà để thôi, không có bà nào xuống nữa. Còn kế bên bà đó là bà, ông Tránh. Ông Tránh rồi. Mà cũng để bà để vậy. Để giả bộ phía trước là bà để cho khách du lịch họ nhận đó. Cái thương hiệu rồi là ra ông Tránh thấy chứ làm ra
chả là ăn liền được hả? Mua chả không? Đó rồi. Dạ. Rồi chả này rồi phải có ớt tỏi rồi đâu kiếm ra đây chứ. Có lấy ớt này không? Hả? Có lấy ớt này không? Chơi thử thử cái này. Trời tủa. Trời tủa đi. Ăn được chả được thôi, ráng nhịn đi mai ăn cho. Okay.